Mến chào bạn đã tới video ngày thứ 5 trong khóa học đầu tư chứng khoán phái sinh vỡ lòng cùng Cú Thông Thái. Chúc mừng bạn đã đi được 1/3 quãng đường. Trong những ngày qua, chúng ta đã tìm hiểu được tổng quan thị trường, chứng khoán phái sinh là gì và mở tài khoản chứng khoán phái sinh ở đâu tốt nhất. Và hãy luôn nhớ làm bài tập của ngày thứ 4 trước khi xem tiếp video của ngày thứ 5 này nhé. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh, có những loại lệnh nào và cách ứng dụng chúng. Đặt lệnh giao dịch là việc bạn làm liên tục mỗi ngày. Có những ngày giao dịch cao điểm trước đây Cú đặt tới 100 lệnh một phiên, mặc dù không cần thiết bạn phải làm như vậy. Việc làm quen với lệnh giao dịch tác động trực tiếp tới kết quả đầu tư của bạn, nên đây là một phần quan trọng mà bạn cần nắm rõ. Hợp đồng tương lai được giao dịch trong 3 phiên mỗi ngày. Mức giá tham chiếu trong ngày là màu vàng. Mức giá tham chiếu ngày hôm nay là mức giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước đó. Biên độ giao dịch trong ngày là 7% như trong hình bạn nhìn thấy. Và với mức giá tham chiếu của VN30, F2102 là 1,092 màu vàng, thì mức giá trần là 1.168,4. Mức giá này tăng 7% so với giá tham chiếu và có màu tím. Còn mức giá sàn là 1.015,6, giảm 7% so với giá tham chiếu và có màu xanh nhạt. Phiên mở cửa từ 8:45 đến 9:00, hay còn gọi là phiên ATO, at the open. Phiên của chứng khoán phái sinh thì giao dịch sớm hơn 15 phút so với chứng khoán cơ sở là lúc 9:00. Phiên mở cửa hay còn gọi là phiên ATO này thì chúng ta thực hiện khớp lệnh theo nguyên tắc khớp lệnh định kỳ, tức là tất cả người mua và người bán cùng đặt lệnh trong vòng 15 phút và các lệnh nằm chờ ở đó. Tới khi kết thúc phiên ATO, tức là đúng 9:00, thì sàn sẽ thực hiện khớp lệnh tại mức giá mà khớp được khối lượng nhiều nhất của cả bên bán và bên mua. Có một số bạn thắc mắc là tại sao phải chia phiên khớp lệnh định kỳ ra làm gì nhỉ? Đây được coi như là phiên để giảm sốc cho thị trường, để cân bằng thị trường khi mà có những biến động đột ngột nào đó xảy ra vào đêm trước khi giao dịch. Bạn thử nghĩ xem, trong trường hợp tất cả là giao dịch liên tục, nếu đêm trước khi giao dịch có khủng bố hoặc là tin cực xấu xảy ra, thì việc đầu phiên nhiều nhà đầu tư sẽ bán sàn với giá thấp nhất và gây hoang mang, ảnh hưởng đến thị trường và thiệt hại cho chính họ. Nhưng khi chúng ta có phiên mở cửa là khớp lệnh định kỳ, thì nhà đầu tư có 15 phút để suy tính, để xem xét cung cầu của thị trường và đưa ra những quyết định hợp lý hơn. Thứ hai là phiên giao dịch liên tục từ 9:00 đến 11:30 và từ 13:00 đến 14:30. Trong phiên này, lệnh mua hay còn gọi là lệnh long và lệnh bán hay còn gọi là lệnh short sẽ được khớp ngay khi đưa vào sàn khi có giá phù hợp. Phiên đóng cửa từ 14:30 đến 14:45 hay còn gọi là phiên ATC, at the close. Đây là phiên khớp lệnh định kỳ cuối phiên và cách khớp lệnh của phiên này có tính chất giống như phiên mở cửa, là khớp lệnh vào cuối phiên tại mức giá mà ở đó khối lượng khớp được là nhiều nhất. Mức giá khớp của phiên ATC cũng rất quan trọng và nó sẽ trở thành mức giá tham chiếu của ngày hôm sau. Nên phiên này được khớp lệnh định kỳ để mức giá khớp ổn định hơn, tránh những trường hợp có lệnh mua lên hoặc bán xuống cố ý vào phút chót với khối lượng thấp để đẩy giá lên cao không hợp lý. Ok, sau khi bạn đã nắm được các thông tin về 3 phiên giao dịch thì đây là các loại lệnh giao dịch chính mà bạn cần nắm rõ. Nhóm 1 là nhóm lệnh thường. Thứ nhất là lệnh ATO, là lệnh đặt mua hoặc là bán chứng khoán phái sinh tại mức giá mở cửa trong phiên ATO ấy, phiên từ 8:45 đến 9:00. Lệnh này thì không cần ghi giá cụ thể, chỉ cần ghi là ATO. Ý nghĩa của lệnh này là phiên ATO khớp giá nào thì ta mua hoặc là bán ta đấy luôn. Lệnh này giống như lệnh của dân chơi ấy bạn ạ. Lệnh được ưu tiên trước lệnh khác trong khi khớp lệnh và tự động hủy khi kết thúc phiên ATO. Thời gian hiệu lực của lệnh chỉ trong phiên ATO mà thôi. Và hủy sửa thì chúng ta không được phép hủy sửa lệnh này. Tất nhiên rồi, lệnh của dân chơi mà bạn. Thứ hai là lệnh ATC. Lệnh ATC thì có tính chất tương tự như ATO nhưng chỉ dùng trong phiên đóng cửa ATC, tức là từ 14:30 đến 14:45. Ý nghĩa của lệnh này trong phiên ATC tức là khớp giá nào thì ta mua hay là bán ta đấy. Lệnh cũng được ưu tiên trước lệnh khác trong khi khớp lệnh và cũng tự động hủy khi kết thúc phiên ATC. Thời gian hiệu lực trong phiên ATC và chúng ta cũng không được phép hủy hay sửa lệnh này. Thứ ba là lệnh LO hay còn gọi là lệnh Limit Order, lệnh giới hạn. Đây là lệnh phổ biến nhất. Lệnh này là lệnh mua hoặc lệnh bán ở mức giá cố định và chúng ta chỉ thực hiện ở mức giá đó. Thời gian hiệu lực thì trong cả 3 phiên giao dịch và quy định hủy sửa thì được phép hủy sửa trong phiên giao dịch liên tục
và không được phép hủy sửa trong phiên ATO và phiên ATC. Có một số lệnh ít sử dụng hơn là các lệnh sau, ví dụ như lệnh thị trường giới hạn là lệnh được nhập vào hệ thống, nếu không được khớp sẽ chuyển phần còn lại thành lệnh giới hạn. Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy, nếu không thực hiện được toàn bộ thì sẽ bị hủy trên hệ thống. Lệnh thị trường khớp và hủy, lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần và phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh. Chúng ta sang nhóm 2 là nhóm lệnh có điều kiện. Nhóm lệnh này rất hữu ích để bạn có thể tự động hóa việc giao dịch của mình, đặt lệnh theo kế hoạch và sự phân tích được tính toán trước. Việc đặt lệnh có điều kiện còn giảm thiểu việc để cảm xúc xen lẫn vào việc ra quyết định của bạn. Đây là phần vô cùng quan trọng bạn nhé. Và có các loại lệnh có điều kiện như sau. Thứ nhất là lệnh stop order, hay gọi là lệnh dừng, có thể là dừng bán, sell stop, hoặc là dừng mua, buy stop. Lệnh này được kích hoạt với điều kiện giá thị trường tăng cao trên một mức giá mục tiêu, hoặc giá thị trường giảm xuống dưới mức giá mục tiêu. Bạn dùng lệnh này trong trường hợp bạn đón mức giá tăng ra ngoài biên độ, hoặc bạn đợi mức giá giảm ra ngoài biên độ ngắn hạn. Trong ví dụ dưới đây, với tính toán là mức giá VN30 sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua mức giá 1070, bạn có thể đặt lệnh buy stop với điều kiện khi giá lớn hơn 1070 là mức giá kích hoạt đấy, thì hệ thống sẽ tự động mua với mức giá 1071 để bạn đu được theo trend tăng. Hay trong ví dụ ngược lại, khi bạn tính toán giá có thể giảm sâu hơn khi giảm qua mức giá đáy ngắn hạn là 1156, thì bạn chọn mức giá kích hoạt là 1156 và bán theo trend xuống. Lệnh buy stop và sell stop rất hữu ích và chúng được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Nó giúp bạn lên kế hoạch trước và chủ động trong việc mua bán. Bạn có thể bắt đầu một trạng thái mới khi gặp khách hàng hay là trong khi đang di chuyển. Và nhóm thứ ba là nhóm lệnh cắt lỗ, stop loss, hay nhóm lệnh chốt lời, take profit. Trong hình dưới đây, tôi mô tả một trường hợp giao dịch thực tế như sau. Khi đồ thị VN30 xuất hiện một dấu hiệu đảo chiều giảm, đó là tạo hai đỉnh, và đồ thị ngày hình thành shooting star. Trong tiếng Việt thì chúng ta hay gọi là sao băng, sao đổi ngôi hay là bắn sao. Đó, thì khi đó là dấu hiệu đảo chiều và chúng ta sẽ bán. Khi đó bạn vào lệnh bán và vào trạng thái short. Thế nhưng bạn vẫn cần đặt lệnh stop loss ở trên hai đỉnh của đồ thị này, đề phòng trong trường hợp là có tin đột biến nào đó xảy ra mà chúng ta không nắm rõ. Nếu giá VN30 mà tăng lên mức này thì khả năng nó sẽ tăng tiếp và mô hình shooting star bị sai và bạn sẽ tự động được cắt lỗ và chịu mức lỗ nhỏ là phần màu hồng. Còn trong trường hợp giá giảm xuống theo đúng tính toán của chúng ta thì bạn đặt lệnh take profit là lệnh chốt lời ở dưới ngưỡng hỗ trợ, và khi giá giảm xuống dưới mức giá này bạn sẽ tự động được chốt lời và hưởng lợi một khoản lớn là phần màu xanh. Tìm hiểu kỹ hơn về lệnh stop loss, lệnh cắt lỗ. Lệnh này có thể gọi là lệnh cắt lỗ tự động. Nó bao gồm hai lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh LO, là lệnh mua hoặc là bán thông thường. Lệnh thứ hai là lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện này thì nó chỉ được kích hoạt khi mà lệnh thứ nhất được khớp. Ví dụ trong trường hợp bạn muốn bán ở mức giá 1070 và theo nguyên tắc thì bạn sẽ cắt lỗ nếu mức giá tăng lên 1075. Bạn sẽ đặt lệnh stop loss với mức giá là 1070, giá cắt lỗ là 5 và biên độ chênh lệch là 1. Lệnh đầu tiên sẽ khớp là lệnh bán thường ở mức giá 1070. Tiếp theo đó, mức giá cắt lỗ của bạn trong trường hợp giá tăng lên cao hơn 1075 sẽ là 1070 cộng 5 cộng 1 bằng 1076, và bạn kiểm soát được mức lỗ của mình là 6 giá. Tìm hiểu về lệnh take profit là lệnh chốt lời. Lệnh này cũng là lệnh chốt lời tự động và nó bao gồm hai lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh mua hoặc bán thông thường, lệnh LO. Lệnh thứ hai cũng là lệnh điều kiện, được kích hoạt khi lệnh thứ nhất được khớp. Ví dụ, trong trường hợp bạn bán ở mức giá 1070 và theo nguyên tắc, bạn sẽ chốt lời nếu mức giá giảm đến 1050. Bạn sẽ đặt lệnh chốt lời, take profit ở mức giá đặt là 1070, giá chốt lời là 20 và biên độ chênh lệch là 1. Lệnh đầu tiên là sẽ khớp là lệnh bán thường ở giá 1070. Tiếp theo đó, khi giá của bạn giảm về 1050 thì giá chốt lời của bạn sẽ là 1070 trừ 20 cộng 1 bằng 1051, và bạn tự động chốt lời khi lãi được 19 giá. Như vậy là bạn đã tìm hiểu về 3 phiên giao dịch chứng khoán phái sinh mỗi ngày và 3 nhóm lệnh giao dịch cần biết. Phần này là một phần vô cùng quan trọng và bạn nên làm liên tục hàng ngày, nên hãy xem lại thật kỹ và làm bài tập dưới đây trước khi sang video ngày thứ 6 bạn nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.